Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mazda CX-30 Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B Thời điểm đầu tháng 9 em đã cập nhật chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda CX-30 cho anh em rồi Hôm nay là những ngày giữa tháng 9 Chính sách bán hàng đã có sự thay đổi Cụ thể là giảm thêm tiền mặt cho các phiên bản Mazda CX-30 và trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật và chính sách bán hàng của từng phiên bản Mazda CX30 thời điểm giữa tháng 9 này. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Mazda CX30 có hai phiên bản. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc CX30 bản Luxury, phiên bản cao đó là chiếc CX30 bản Premium. Trên thị trường, Mazda CX30 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sau. Những mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam thì có Hyundai Creta, Kia Santos, Peugeot 2008. Ba mẫu xe này nằm trong diện được hỗ trợ 50% lợi phí trước bạ cho xe lắp ráp. Và các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc nằm trong phân khúc đó là chiếc Mitsubishi Fork, Toyota Yaris Cross, chiếc Honda HRV và một số những mẫu xe khác. Những mẫu xe này là xe nhập khẩu nên không được hỗ trợ thuế. Anh em nhớ giúp em ạ. Chính sách bán hàng của hãng xe Mazda phân vùng thị trường anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì chỉ có showroom ở nơi đó được phép bán cho anh em thôi. Em xin phép nhắc lại để những anh em nào mới tham khảo anh em thể nắm được. Và hiện tại bên em có cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 9 này. Đó là chiếc Mazda CX-30 bản Luxury. Về thông số kỹ thuật của xe, cụ thể như sau. Mazda CX-30 được trang bị động cơ Skytip 2.0 và em xin chia sẻ thêm. Trong phân khúc gầm cao cỡ B thì chỉ có duy nhất chiếc Mazda CX-30 là trang bị động cơ 2.0 thôi. Còn những đối thủ cạnh tranh khác thì hầu như là đều sử dụng động cơ 1.5 cùng với hộp số CVT. Mazda CX-30 thì sử dụng động cơ Skytip 2.0 phun xăng trực tiếp kèm với hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 153 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Có chế độ lái thể thao có hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao và i-stop. Trục cơ sở của xe là 2655 mm, khoảng sáng gầm là 17,5cm. Xe trang bị phanh đĩa cả bốn bánh cùng với mâm xe hợp kim đúc 18 inch. Về ngoại thất, cụm đèn trước và đèn daylight ban ngày dạng led, có cảm biến tự động, có cân bằng góc chiếu tự động, có đèn chờ dẫn đường, cụm đèn hộ dạng led, gương chiếu ở bên ngoài tích hợp gập điện chỉnh điện, có chống chói tự động bên lái và có nhớ vị trí. Xe được trang bị gạt mưa tự động, có thanh giá nóc, có cánh hướng gió. Về nội thất, ghế được bọc da, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí, có bảng đồng hồ thông tin 7 inch, bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện 8,8 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh, xe trang bị 8 loa, xe có trang bị lấy chuyển số trên vô lăng, có HUD nhớ vị trí, có phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, có chia smart key để nổ bằng nút bấm hệ thống điều hòa xe trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập gương chiếu hậu trong xe có trông chói hàng ghế thứ hai thì gập được 60-40. về hệ thống an toàn xe được trang bị rất nhiều những tính năng an toàn cụ thể về túi khí xe được trang bị đến 7 túi khí có lóc cửa tự động và các tính năng an toàn cơ bản như là chống bỏ cứng phanh phân phối lực phanh điện tử hỗ trợ lực phanh khẩn cấp cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo khởi hành ngang dốc xe có camera lùi kèm cảm biến sau và xe được trang bị cruise control ga tự động. Và chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 9 của cơ sở bên em như sau. Hiện tại anh em đang được hỗ trợ thêm tiền mặt, cụ thể mức hỗ trợ là 10 triệu. Giá bán hiện tại bây giờ cho anh em là 679 triệu. Đầu tháng 9 giá bán là 689 thì bây giờ giảm 10 triệu còn 679 triệu. Anh em nào mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em thì vẫn sẽ có cơ chế linh động cho anh em nữa. Với giá bán nguyên xe này, giá sẽ ra biển số la bánh và số tiền trả góp thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị. Em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, giá biển số sẽ là 786 triệu và cần trả trước 209 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 766 triệu, cần trả trước 189 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì giá biển số sẽ là 752 triệu, cần trả trước 175 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 772 triệu, và cần trả trước 195 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 85% giá trị xe. Sẽ tương đương với số tiền là 577 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Cùng với lãi suất ưu đãi thời điểm này khoảng 0,6% cho đến 0,7% cho 1 tháng trong năm đầu. Năm thứ 2 trở đi sẽ theo biên độ của ngân hàng và gói vay 577 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,4 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là chiếc Mazda CX-30 bản Premium. Về thông số kỹ thuật, phiên bản này có những tính năng vượt trội hơn so với phiên bản Luxury như sau. Cụm đèn pha thì có thêm chức năng mở rộng góc yếu khi đánh lái. Xe được trang bị cửa sổ trời. Hệ thống an toàn sẽ được trang bị thêm cảm biến trước đồng thời được trang bị gói an toàn cao cấp của Mazda như là hệ thống đèn chiếu xa gần tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cất ngang khi lùi, cảnh báo chạy làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, phanh thông minh, có kiểm soát hành trình tích hợp với radar và có hệ thống lưu ý người lái xe nghỉ ngơi. Chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 9 của hai cơ sở bên em như sau: hiện tại thời điểm này đã có mức hỗ trợ tiền mặt cho anh em là 10 triệu, giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 729 triệu thôi vẫn còn cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở bên em. Với giá bán 729 triệu, giá xe ra biển số là bánh cùng với số tiền trả góp thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 841 triệu, cần trả trước 221 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 821 triệu, cần trả trước 202 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì ra biển số sẽ là 806 triệu, cần trả trước 187 triệu và thành phố Hồ Chí Minh thì ra biển số sẽ là 826 triệu và cần trả trước 206 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 619 triệu. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,1 triệu, tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Anh em lưu ý, giá xe ra 16 la bánh của hai phiên bản Mazda Sik 30 em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình. Trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí bắt buộc đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Anh em nào quan tâm đến hai khoản này bao nhiêu tiền thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em cập nhật cho anh em. Anh em nào mua trả thẳng thì hai khoản chi phí này không bắt buộc anh em. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Mazda CX30 thời điểm những ngày giữa tháng 9. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.